Rồi, chắc chúng ta bắt đầu thôi bạn ha. Thì hôm trước thầy có gửi cho các bạn cái hình mà chúng ta có thể tập cái phần soạn PowerPoint lesson. Nhưng mà không biết có nhóm nào gửi bài không mà không thấy bài gì hết cả. Các bạn coi mình ôn tập ha, bởi vì tuần sau chắc là thứ bảy tuần sau đó chúng ta sẽ thi giữa kỳ nha, mình sẽ làm PowerPoint lesson là một cái nội dung nào đó, thì sau đó bạn sẽ biết. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ học qua những nguồn khác, chúng ta sẽ không dựa vào PowerPoint nữa mà chúng ta sẽ qua những cái trang web mà chúng ta có thể thiết kế để hoạt động online để giúp cho học trò. Một là có thể làm theo kiểu homework ở nhà chúng ta giao, hai là có thể tương tác online luôn hay trực tiếp tại lớp luôn nếu có mạng. Ok, thì đầu tiên trước khi mà thì hướng dẫn vô chi tiết cái cách làm và từng cái thì chắc là chúng ta có thể trải nghiệm nó trước. Ok, những cái game này thì chắc là trong quá trình học mấy năm thì các bạn cũng đã từng gặp qua rồi, chúng ta làm lại thôi. Ok, thì bây giờ các bạn vào xem này cho thầy nha. Rồi, cái web đầu tiên mà chúng ta có thể sử dụng trong bài dạy của mình đó là cái trang Kahoot, vào trang kahoot.it và các bạn nhập cái code này ha, rồi đặt nickname cho mình. Chúng ta have fun chút xíu đây. Một phút nữa chúng ta bắt đầu nha. Ai vô vô lẹ. Tới 18 là phải bấm start nha. Let's go.
Skittles, Mice and things like that. Con này gọi là gặm nhấm rodents. A whale is a mammal. Right. Reptiles là bò sát. Chăm dở á. Animal đó là tax, là predators, rồi con prey là cái con bị sát. Next one.
Chưa ai qua nói rằng rồi câu cuối cùng. Flock of birds, a group of birds. Rồi, chúc mừng bạn Ngọc. Bạn Trâm. Bạn Vy. Bạn Vy giỏi quá. Rồi, thì cái game đầu tiên chúng ta có thể thấy nó cũng khá vui ha. Thì mấy cái này là các bạn có thể sử dụng khi mà cái lớp nó ví dụ như các bạn dạy xuống thực tế đi ha, các bạn thấy là lớp nó hơi stress hơi trầm thì các bạn có thể sử dụng một cái game như là cả như thế này để làm cho nó vui hơn, hay là trong một cái PowerPoint lesson của mình đó thì warm up mình cũng có thể xài nè, hoặc là wrap up. Thế các bạn muốn review từ vựng đã học ngày hôm đó, hoặc là review phát nào đó, các bạn có thể tạo ra một cái quiz bằng Kahoot như thế này để bạn cho học trò chơi, được chưa? Thì nó cũng thể là vui ha. Hoặc là một cái hoạt động reading hay listening thì các bạn có thể thay vì các bạn show cái đáp án lên trên trên slide như bình thường thì bạn có thể dùng game online như thế này đó. Thì Kahoot là một option gọi là phổ biến nhất. Thì các bạn muốn làm cái này á, thì các bạn cái vào cái trang là kahoot.com á ha, chứ không phải kahoot.it nha.
HTML gì phải là cái trang ta chơi rồi. Nếu bạn muốn muốn thiết kế thì các bạn vào cái hút.com, các bạn đăng ký bằng cái Gmail của mình á, mình vào cái option là sign in with Gmail á, ok, thì các bạn sẽ vào được cái trang nó như thế này. Thì muốn tạo một cái Kahoot đó, thì các bạn cứ bấm vào create nè, create Kahoot nè đó, thì trên này nó sẽ cho các bạn đây, các bạn sẽ đánh câu hỏi vào rồi bốn đáp án được không ạ? What is the this, rồi các bạn bỏ tấm hình vào chẳng hạn, ok, hoặc là các bạn nếu có câu hỏi kiểu bình thường chúng ta không cần hình thì không cần, rồi chúng ta chọn ABCD thôi. Các bạn đánh đáp án vào ABCD này rồi các bạn chọn cái câu nào là câu đúng thì chúng ta tích vào một cái. Thì khi chúng ta làm xong hết 10 câu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ là khi xong từng câu các bạn cứ add question rồi đặt tương tự ha. Thì chúng ta làm hết chúng ta save lại thôi, được chưa, là chúng ta sẽ có một cái Kahoot game, được không ạ? Đây, chúng ta sẽ có một cái Kahoot game, thì chẳng hạn này đây, sẽ có một cái Kahoot game rồi thì nó sẽ ra như thế này. Hôm nay các bạn làm bài á, các bạn nếu mà thầy yêu cầu các bạn làm online game show á, thì các bạn cứ làm xong các bạn save hết, nó ra một cái Kahoot game như thế này, rồi các bạn copy cái đường link này các bạn bỏ vào trong cái PowerPoint slide của mình là xong. Ok, được chưa? Rồi các bạn nhớ là các bạn không có bấm store như thế này, rồi xong rồi các bạn cho cái code, nó sẽ khi mà thầy check sẽ không check được, bởi vì cái này là play live, là chơi trực tiếp, thì khi các bạn mở lên thì thầy vô là nó chơi được, còn còn không được. Cho nên là mai mốt các bạn làm bài mà nếu thầy yêu cầu bạn làm online á, thì các bạn sẽ phải có cái phần luật chơi hướng dẫn chơi, là nó ra một cái slide riêng, rồi vào cái chỗ mà play á thì các bạn dán cái đường link này vào, đường link ngay chỗ này ha, được không? Đường link ngay chỗ cái phần admin á, ở phần điều chỉnh của mình á, các bạn dán vào thì thầy click vào thì sẽ vào được cái trang nó hiện lên như thế này, là thầy sẽ biết là bạn làm và có mấy câu hỏi rồi đáp án nào là đúng là sai, là mình có làm được một cái game online đó. Thì Kahoot nó là như vậy, ok, thì bấm vào điều chỉnh cho các bạn xem một lần nữa cái game này như thế nào. Đó thì các bạn có thể bỏ hình ảnh vào nè, rồi chọn sim cho nó nè, rồi các bạn cho thời gian bao lâu nữa. Này, rồi cho bao nhiêu điểm, hay là có double hay không, hay là không được điểm đó, thì có nhiều option trong này lắm các bạn. Thì khi mình có thời gian thì mình có thể khám phá thêm. Ok, thì Kahoot là cái game đầu tiên. Để game thứ hai thì cũng cho các bạn chơi thử luôn ha, để các bạn nhìn, các bạn hình dung và biến người chơi á, thì mình sẽ thấy được cái gì, rồi sau đó thì thầy chỉ các bạn cách thiết kế. Rồi thì như thế này đầu thôi, chắc cứ chơi classic thì nó dễ rồi. Thì thầy rồi không trong này tìm nhiều từ rồi ha, play individually nha. Thì cái game này chúng ta gọi nó là Game Kit. Ok, thì các bạn vào cái trang gamekit.com slash join này, và các bạn nhập cái code này vào.
2 phút nữa bạn tranh thủ nha. Mình lên mình vào mình chơi đó, mình thấy là cái giao diện của người chơi sẽ thấy cái gì. Rồi như vậy thì khi chơi thì nó sẽ phù hợp với cái dạng bài tập gì của mình, để mình khi thời khi tới hồi mình làm á, mình lựa chọn là cái trang web nào là phù hợp cho cái hoạt động đó của mình. Rồi 1 phút nữa thầy bấm play nha. Rồi chúng ta bắt đầu luôn ha. Bây giờ là thầy sẽ không điều chỉnh nữa. Lúc này là cái bạn tự chơi, trả lời đúng á thì được thêm điểm, và trả lời sai thì mất điểm, chơi lại từ đầu. Các bạn cũng có thể vào shop mua nhân đôi nhân ba số điểm.
Thằng Sung giỏi quá, vô địch nãy giờ. Rồi, xin chúc mừng bạn Phương, bạn Châu, bạn Trung vô địch lắm, bạn Trung giỏi quá, không trả lời sai. Rồi, 4,6 điểm. Ok, để bạn thấy cái game này cũng là một cái cách mình làm cái quiz sao, nó vui hơn và thật ra cái này thì nó sẽ phù hợp hơn với vocabulary. Nếu các bạn muốn học trò ôn từ hay là lâu lâu cuối unit các bạn muốn ôn lại hết tất cả từ đã, các bạn có thể tiến vào một cái quiz game kích như thế này đó, trong vòng 5 phút thì học trò sẽ ôn qua nhiều từ. Ok rồi, thì cái này làm như thế nào thì các bạn sẽ vào cái trang gamekit.com ha. Bạn xem gamekit.com thì các bạn cũng register, các bạn cũng đăng ký bằng Gmail luôn, được chưa? Thì rồi đó, rồi khi các bạn đăng ký bằng Gmail xong á, bây giờ mình muốn tạo một cái bộ như thế này. Ok rồi, như vậy đi ha. Đó, bạn muốn tạo bộ như thế này thì làm như thế nào? Thì đây nè, cái này chúng ta cần sự hỗ trợ của một trang web khác. Ok thì chúng ta cần gọi là những gọi là cái bộ flashcards, được chưa? Bộ flashcards, để bộ flashcards thì các bạn cần phải làm nó trên trang Quizlet. Rồi cái trang Quizlet này á, thì các bạn sẽ vào, thì cũng vậy, các bạn vào trang Quizlet.com nè, các bạn đăng ký bằng Gmail, được không? Rồi các bạn vào Create a Study Set nè, được không? Bạn vào Create a Study Set, rồi thì các bạn đặt tên cho cái set của mình, ví dụ như hôm nay là học bài và cái gì đó, để bạn đánh vô, chưa? Rồi các bạn đánh những cái từ vựng này vô, ví dụ như là improve, rồi ở bên này thì các bạn khi bạn đánh vào cho improve, à. Rồi các bạn nói là chữ improve thì bên này nó sẽ có gợi ý cho các bạn cái định nghĩa cái gì đấy. Ok, các bạn có thể ghi dạng từ nữa đó, nó sẽ gợi ý cho các bạn muốn chọn gợi ý cũng được, các bạn tự đánh luôn cũng được, các bạn muốn thì bạn có thể bỏ hình ảnh vào nhé. Đó
Rồi thì khi mà mình làm xong thì mình cứ thêm 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 code vào thôi, cho tới khi mà mình cảm thấy là rồi bây giờ mình có cái xác của mình là nó đầy đủ cái từ mà mình muốn, thì mình save lại. Thì khi các bạn làm xong một cái save, một cái set, các bạn sẽ có cái như thế này đây. Thì những cái này gọi là flash code. Đấy. Thì trong một cái set của nó mình có nhiều cái flash code khác nhau, mỗi cái flash code là một từ. Đâu, bạn muốn làm cho nó đẹp thì bạn thêm hình ảnh nó vào. Đó. Rồi từ cái flash code này á, mình muốn nó thành cái link kit của mình, thì ở đây là các bạn thấy mình có cái danh sách luôn ha. Đó, thì các bạn kéo xuống đây nè, bạn sẽ thấy đây ở bên chỗ này ha, thì các bạn sẽ thấy ba chấm nè, các bạn click vào đây, các bạn chọn export nè, được không? Rồi nó sẽ hiện lên cho các bạn cái danh sách những cái từ các bạn đang có. Đó. Rồi thì các bạn copy text, nó copy lại ha. Rồi mình qua GameKit nè. Rồi mình muốn có một cái GameKit vậy đúng không? Thì bây giờ mình bấm vào New Kit nè. Rồi, tên đi ha. À. Rồi. Cái đại thôi nha. Rồi, các bạn vào chỗ Create with Flash Code nè. Thấy không? Thay vì mình phải đánh ra từng cái thì bây giờ mình có một Flash Code bên Quizlet rồi thì mình Create with Flash Code thôi. Thì ở đây bên này mình export rồi đúng không ạ? Mình đã copy rồi, đã copy xuất rồi, thì bên này thì mình sẽ không cần đánh lại nữa mà mình chỉ import nó vào thôi. Bạn paste here, control V một cái, nó sẽ ra bộ như vậy. Nếu các bạn muốn mà nó cái câu hỏi nó sẽ đi theo dạng là câu hỏi rồi có bốn đáp án chọn á, thì các bạn để im chưa. Còn các bạn chọn kiểu đáp án và đây định nghĩa và nó có bốn cái từ để các bạn chọn á, thì các bạn làm kiểu này, thì tùy mình thôi ha, mình muốn làm kiểu gì thì mình flip, được không? Như vậy nè, là nó sẽ cho mình một cái từ và bốn đáp án, mình chọn cái đáp bốn định nghĩa, chọn cái định nghĩa đúng nhất. Còn nếu mình flip lại á thì nó sẽ cho định nghĩa và mình chọn một trong bốn từ từ nào là phù hợp nhất. Đó, thì chúng ta create. Khi các bạn create xong rồi nè, bạn quyết định là chơi cái game kit, các bạn create xong thì các bạn sẽ có cái bộ như vậy. Thì tới hồi nếu mà trong bài thầy yêu cầu các bạn làm đi ha, thì nó có cái bộ như thế này, thì các bạn cốp ở cái trang admin nè, các bạn cốp các bạn rồi bạn dán vô rồi xong bài là xong. Ok, rồi mai mốt là các bạn đi dạy cũng vậy, thì mình thiết kế xong thì mình dán vào trên cái slide của mình, để khi mình dạy thì tới cái bước đó trong cái lesson là mình click vào là nó hiện lên trang web và mình play thôi. Đã, play cho nó chơi thôi đó, rồi mình vào đơn giản nhất là classic, không? Dễ chơi nhất classic hoặc là team. Team thì các bạn sẽ vào, ví dụ như 10 bạn thì máy nó sẽ tự động chia thành hai đội và ba đội, tùy mình muốn điều chỉnh như thế nào đó thì nó sẽ tự động chia học viên đó. Đó thì đây là game kích rồi. Cái hồi nãy thầy sẽ có chỉ tới cái phần Quizlet đúng không ạ? Quizlet này thì thật ra cũng không nhất thiết là các bạn nè, mình muốn chơi game kit thì mình chơi game kit, còn mình muốn là chỉ cần review 13 từ này thôi kiểu gì cũng được, thì trên cái trang Quizlet này luôn nó vẫn có trò chơi. Nếu các bạn ở đây mình có cái bộ flash card này đúng không ạ, thì muốn chơi chơi thì mình có thể chọn vào chỗ classic live nè, là nó chơi theo kiểu classic nhất, được chưa? Đó, thì các bạn bấm vào select những cái video đấy ha. Đó, thì nó sẽ cho các bạn sẵn vậy, các bạn không cần tiếp gì cả, chọn một trong hai kiểu thôi. Rồi chúng ta chọn chỗ này thử đi.
Đó. Rồi bây giờ các bạn vào sang quizlet.live đi, các bạn chơi thử. Rồi mình vào xem là first chấm like rồi mình vào cái code này hoặc là mình quét QR nè, thấy không? Rồi 1 phút nữa thì bắt đầu luôn nha. Rồi mình bắt đầu ha, 6 bạn này chạy đua với nhau thử nha, let's go. Ok rồi, đây là logo với bạn đó. Đây là icon của bạn đó. Con gì đó rồi ha, đội đó. Trả lời đúng thì chạy lên, trả lời sai thì tụt xuống lại. Rồi, bạn cho hùng vô địch. Thấy không? Đó thì trên trên cái quizlet này, trên cái quizlet này nó cũng có game luôn, thì các bạn đơn giản thì các bạn cũng có thể dùng chính cái trang web này luôn để làm hoạt động ha. Thì các bạn nếu mà các bạn làm như vậy thì các bạn chỉ cần là có cái đường dẫn này vào thôi. Giờ các bạn tạo ra một cái set như thế này nè, rồi các bạn có cái đường dẫn vào cái set cái set flashcard này là được rồi. Nghĩ vào passive line này không được đâu, chỉ còn tới đây thôi là được. Ok, mình biết là mình muốn chơi thì tất nhiên là các bạn có cóp đường link vào thì các bạn vẫn phải có cái luật chơi rõ ràng, các bạn phải có một cái style luật chơi hướng dẫn người ta là bây giờ vào cái trang này thì chúng ta sẽ vào được cái chỗ này, rồi mình vào cái classic live á, rồi mình sẽ chơi individually đó. Và trả lời đúng thì sẽ chơi individually thôi là được không đó. Thì quiz là một trang nữa các bạn có thể xài ha. Rồi cái cuối cùng đây là những cái mà thầy hay xài, nó còn 2 trang web nữa thì lát nữa thầy sẽ chỉ luôn cho các bạn. Mấy cái đó thì thầy không có ví dụ bởi vì thầy không có xài mấy cái đó, thì chỉ cho các bạn sơ là trong đó nó sẽ có những cái game gì,
Rồi các bạn có thể về nhà mình muốn làm cái đó thì mình về nhà mình khám phá nó, mình tập mình làm thử trên đó. Rồi thì cái này là quizzes thì cũng bình thường, thì các bạn vào cái trang này là quizzes.com nè, thì cho các bạn cũng đăng ký bằng Gmail, rồi sau đó thì các bạn tạo ra một cái bài test. Ví dụ như đây, xong trong này thì có mấy cái nè, mời các bạn xem ha. Đây, như vậy đi đó, thì chúng ta sẽ có nè, thấy không? Đó. Đó. Các bạn cũng tạo multiple choice question nè, rồi mình có thời gian nè, dường như vậy để thầy vẫn như À, như cái bàn xe của thầy nó bị đứng rồi thầy. ồ vậy hả, rồi để thầy xe lại cho xem không. Để ra lại rồi đây này nè, các bạn muốn xài cái này thì các bạn đăng ký vô ha, rồi xong rồi mình có cái quiz á, ví dụ như mình muốn hỏi từ vựng cũng được, thì giống như Kahoot thôi, cứ cho một cái hình ABCD các từ, hoặc là các bạn có câu đố, hoặc là các câu reading trả lời đó, thì các bạn tạo thành một cái quiz, rồi các bạn bấm vào create nè. Chờ xíu, các bạn nó hơi ồn một xíu, các bạn cứ vào chỗ quiz nè. Chưa? Rồi các bạn chọn môn học nè. Ok, rồi ABCD đi chẳng hạn ha. Rồi đây next, thì chúng ta sẽ vào được cái giao diện, chúng ta có thể chọn các kiểu câu hỏi nha, ví dụ như multiple choice hay là câu hỏi fill in the blank, hay là câu hỏi matching, hay là reorder the task of the sentence, có hướng dẫn các bạn thấy rõ ràng thấy không. Thì khi mình làm á thì mình có thể câu một mình làm dạng này, câu hai mình làm dạng khác cũng không sao nhé. Đây, rồi bạn giảm được thời gian mà thấy không, một câu hỏi thì có bao nhiêu thời gian nó trả lời. Được rồi. Rồi bạn đánh vô. Rồi các bạn cho bao nhiêu thời gian, rồi chúng ta đánh vô xong rồi chúng ta chọn cái câu đáp án đúng. Rồi tới hồi học trò đánh vô câu đó thì bên máy nó sẽ tự động nó cộng điểm cho bạn học trò đó. Mình cũng có thể thêm audio nếu mình muốn nè, thêm video cũng được nè, thêm mình ảnh cũng được nè, thấy không? Rồi mình muốn lựa cái câu đó, mình cộng cho học trò được bao nhiêu điểm thì trả lời đúng cái câu đó, thì mình chỉnh điểm thế này ha. Đó, hoặc là mình muốn là nó có hai đáp án đều đúng thì chúng ta bật cái này on lên, thì chúng ta sẽ chọn thêm được một đáp án đó. Đó, còn không thì nó là một đáp án đúng rồi. Ví dụ như chúng ta làm xong câu 1 đi, chúng ta muốn giải thích nữa thì chúng ta có thể điền vào đây, rồi nó có cái chức năng điều chỉnh màu sắc ảnh gì đó thì tùy các bạn về nghiên cứu thêm ha. Thì chúng ta sẽ xong một câu ha, rồi chúng ta muốn thêm một câu nữa thì chúng ta thêm thôi, rồi chúng ta chọn dạng câu hỏi chúng ta vào, ví dụ như là mass question. Cái này thì nó yêu cầu là phải phải đăng ký trả tiền để cho chúng ta có sơ thải cái này, build a plan cũng được nè. Ok, ví dụ như là
Rồi chúng ta thêm dạng câu hỏi thôi rồi xong chúng ta đó. Rồi đó thì qua các câu hỏi khác nhau thì các bạn có thể là các bạn có thể tạo các dạng câu hỏi khác nhau được chưa? Thì mình cứ tạo cho tới khi mình cảm thấy là rồi mình có đủ cái set của mình rồi. Mình xây và mình sẽ có một cái bộ như thế này đây. Ừ. Đó thì các bạn dùng thôi. Ok. Có đủ kiểu hết. Đó. À. Đó. Đó thì các bạn có thể xài thì tùy theo cái game cái bài học của mình hôm đó là cái gì đó, và cái hoạt động mà mình muốn dùng physics để tương tác là gì mà chúng ta có thể tạo cái dạng câu hỏi và tạo cái bộ để xài đó thì cũng cho các bạn chơi qua để các bạn nhìn các bạn hình dung thử là cái game này giao diện người chơi nó như thế nào ha. Để chọn một cái thôi. Các bạn vào xem này thử ha. Đây. Các bạn vào joinmyquiz.com. Nhập cái này vào. 2 phút nha. Tới 11 giờ 5 là thầy bắt đầu nha.
Let's
Rồi cái cuối cùng rồi đây chúng ta có ba bạn giỏi nhất này, bạn Pia, Hương Vy và Ngọc Ngọc Nhi đó, thì các bạn thấy ha, đây cũng sẽ có một cái game như vậy, rồi xong khi chúng ta kết thúc thì chúng ta cũng biết được là các trả lời của mình học trò đứa nào trả lời đúng sai câu nào đó, thì từ đó chúng ta có thể định là chúng ta review cái phần nào hay không đó. Rồi thì ngoài cái quiz này ra thì như nãy thầy có nói là nó có hai cái trang web nữa mà các bạn có thể lựa chọn nó sử dụng. Một đó là trang Neopop, thì hai cái này thì nó làm nó cũng kiểu game rút gọn ngắn gọn thôi, cho nên là bạn nào muốn kiểu làm đơn giản nó có cái game chút xíu thì có thể dùng cái này, còn mấy cái mà nó phức tạp hơn nó vui hơn thì dùng mấy cái kia. Ok thì cái Neopop này các bạn cũng dùng Gmail để các bạn tạo ha, các bạn tạo rồi xong rồi các bạn muốn muốn tạo một cái game á thì các bạn vào chỗ create nè, create là CVC á, phải không? Rồi thì các bạn sẽ có hai cái này là phổ biến nhất là matching pair và time to climb. Matching pair này á là kiểu như thế này đây, các bạn nhìn nè, là học trò sẽ đó đọc cặp này đó rồi vậy thôi hết đúng không? Rồi còn cái time to climb á, cái time to climb á là học trò sẽ trả lời các câu hỏi multiple choice, trả lời đúng á thì sẽ trả lời đúng á thì cái nhân vật của các bạn đó sẽ chạy lên chút xíu, rồi cứ trả lời đúng thì nhân vật chạy lên cho tới khi mà trả lời được hết 6 câu, 7 câu, 10 câu gì đó tùy như bạn xét, thì trả lời hết thì đạt tới đích đầu tiên vậy thôi. Thì muốn tạo như vậy thì các bạn cứ chọn một trong hai thôi đó, ví dụ như chọn matching thì nó sẽ cho các bạn add từng cặp vô, bên này cái chữ bên này cái hình đó, hoặc là bên này cái hình bên này cái chữ, thì tùy theo mình muốn xếp theo kiểu gì thì mình add từng cặp luôn, đủ số cặp thì mình save lại là mình sẽ có cái game matching đó. Còn time to climb á thì các bạn
Các bạn nè, nó giống như bên Kahoot ha. Các bạn cứ đánh câu hỏi vô, rồi đánh câu trả lời luôn. Thì mình có thể đánh câu trả lời hoặc là mình chọn câu trả lời cũng là thành. Ok, rồi câu nào đúng thì mình click vào cái chỗ đúng là được ha. Rồi cứ xong mỗi câu thì mình add thêm, rồi xong hết thì mình save là được. Thì cái tham số claim này á, giao diện của học trò bên này thì mình sẽ không thấy được giao diện của học trò đâu. Các bạn học trò sẽ thấy được cái kiểu như thế này, để ban lên trần rồi có ba cái hành, các bạn học trò sẽ chọn cái hành đúng, cứ trả lời đúng một cái thì cái con avatar của các bạn nó sẽ chạy lên chút, và cứ như vậy cho tới khi hết các câu hỏi thì về đích đó. Thì đây là cái trang Nepot, thì nó có hai cái game đơn giản mà thầy thấy các bạn có một số bạn cũng có sử dụng đó. Còn một trang khác đó là trang worldwar.net nè, thì các bạn cũng có thể dùng Gmail để đăng ký ha. Rồi sau đó thì khi các bạn vô thì các bạn có thể chọn vào QA là CVC nè, rồi này nó sẽ có nhiều cái lựa chọn. Bạn có thể chọn cái game nào đó các bạn muốn, ví dụ như là xếp ký tự thành một cái chữ cái, thành một cái từ đúng, hoặc là xếp các từ trong câu thành một câu đúng, hoặc là fill in the blank, được không? Rồi chọn nhóm, ví dụ như các từ nào là countable, các từ nào uncountable, chia ra hai nhóm, ok đó. Hoặc là multiple choice question hoặc là matching này. Thì đây cái này thầy không có xài, cho nên là thầy không có cái mẫu, cho nên là các bạn có thể về mình tham khảo thêm cái trang này ha. Nếu mà mình muốn muốn xài nó thì mình đăng ký vào bằng Gmail rồi mình tạo thử một hai cái game ở trên cái trang World War này đó. Thì hôm nay thì cũng cho các bạn thấy được một số cái game, một số cái trang web phổ biến mà chúng ta có thể tạo activity online trên đó. Mai mốt rồi các bạn thi thì có thể là thầy chỉ yêu cầu các bạn làm PowerPoint không thôi, với PowerPoint game show, hoặc là có thể thầy sẽ yêu cầu làm online game thôi, hoặc là thầy sẽ yêu cầu kết hợp. Thì các bạn cứ làm thử để cho biết, để mình biết cách làm ha, thì có gặp cái yêu cầu nào các bạn cũng xử lý được nha. Có một cái chỗ nữa thì lưu ý cho các bạn luôn, ở đây thì có làm mà bài tập trên trước giao về nhà, cho nên là chắc là sơ cho các bạn xem thử. Các bạn lưu ý đó là ví dụ như nói cái game không, cái thứ mà hôm nay chúng ta học đây là về online game đây, thì khi các bạn làm á nó cũng phải có bài bản, ví dụ như là đây. Nếu bạn làm một cái game online thì nó vẫn phải có cái style, thứ nhất là cái style về cái tên trò chơi nè, thứ hai là cái luật chơi, ok nè, tên trò chơi nè, luật chơi nè, và nó có một cái style để dẫn vào cái đường link. Đường link là đường link admin nhé, đường link mà vào điều chỉnh cái game đó đó, chứ không phải là đường link vào chơi nha. Đó thì nếu mà làm online game thì nó phải là như vậy nha, chứ không phải bạn dán đường link vô rồi là xong đâu à. Rồi một cái nữa đó là cái hoạt động chính đó, ví dụ như cái bài mà thầy giao cho các bạn làm đi, đó là một cái bài reading và listening gì đó, thì cái hoạt động chính đó của các bạn phải được
thiết kế, ví dụ như là nếu mà thầy kêu là thiết kế bằng PowerPoint, thiết kế một cái hoạt động bằng PowerPoint thì nó nên là một cái game show như thế này, ví dụ như là Lucky Number hay là Hidden Picture hay là Magic Wheel hay là Millionaire gì đó tùy các bạn, nhưng mà nó là một cái game show. Thế này nó cũng có luật chơi rồi nè đó, đó. Rồi thì các câu hỏi thay vì là các bạn dán cái hình vô rồi các bạn cho A, B, C, D, rồi các bạn cho hiệu ứng xuất hiện từng câu trả lời, thì chúng ta làm thành một game show như thế này luôn thì nó sẽ tốt hơn. À, đó thì thầy dặn cho các bạn nhớ một số cái như vậy, xong cái yêu cầu khi các bạn làm bài. À, được chưa? Rồi, nếu mình chưa có câu hỏi gì thì thầy điểm danh nha. Tú Anh vâng nha. Có Lan thầy Anh ơi. có thì lên tiếng. Lan Anh, Có. Ngọc Châu, Dạ con. Công Chiến, Dạ có. Kim Hoàng, Kim Hoàng lắng nha. Ngọc Huê, Ngọc Huê thì gọi hai lần không trả lời là em lắng á. Thảo Ly, Dạ có thầy. Diễm My, Dạ có. Phương Nam, Dạ có. Bích Ngọc, Bích Ngọc, Dạ có, dạ có. Gia Ngọc, Dạ có. Hoài Ngọc, Dạ có. Kim Nguyên, Dạ có. Thảo Nguyên, Dạ có. Ngọc Nhi, Dạ có. Uyển Nhi, Dạ có. Dạ Yến Nhi, Dạ có. Dạ có. Trần Nhiên, Bích Như, Dạ có. Hồng Nhung, Dạ có. Minh Nhật, Dạ có. Nương, Dạ có. rồi Kim Hoàng có. Duy Phong, Dạ có. Hữu Phước, Hữu Phước, Hữu Phước vắng nha. Trúc Phương, Dạ có. Trương Phương, Dạ có. Thị Phương, Sao có. Quốc, Dạ có. Phương Nguyên, Dạ có. Phương Quỳnh, Dạ có. Khánh Quỳnh, Dạ có. Phúc Sinh, Dạ có. Minh Tâm, Dạ có. Thanh Thảo, Dạ có. Anh Thư, Nguyễn Anh Thư. Ở nhà Thanh Thuận, Dạ có. Bích Tiên, Dạ có. Nguyệt Trâm, Dạ có. Kiều Trang, Dạ có. Cát Tường, Dạ có. Tấn Trung, Dạ có. Thanh Tuyền, Dạ có. Thu Uyên, Dạ có. Đức Vi, Dạ có. Thảo Vi,
Dạ có. Yến Vy. Dạ có ạ. Như Yến. Dạ có ạ. Ta sẽ đọc lại nha. Bạn Ngọc Huê có đi học không? Ngọc Huê. Ngọc Huê không có nha. Rồi. Thủ Phước. Không có. Anh Thư. Rồi. Hôm nay con có bạn Ngọc Huê, Hữu Phước, Anh Thư. Thì các bạn về nhà là những cái trang web mà mình học hôm nay á, thì các bạn bạn tập làm thử ha. Mỗi nhóm mình trải nghiệm thử khoảng các bạn dựa vào những cái quiz mà các bạn làm trước đây trên PowerPoint á, bạn lấy những câu hỏi đó ra mình thử nghiệm trên hai trong số các trang web đó, rồi các bạn làm thử lên trên web đó luôn ha, rồi các bạn copy lại cái đường link admin đó nha, link vào cái chỗ trang điều chỉnh đó, rồi các bạn gửi lại cho thầy ở trên team của nhóm được không? Rồi tới hồi thầy vô thầy kiểm tra. Thì cái đó là homework của các bạn nha, mình về nhà mình tập làm thử cho nó biết làm, để mai mốt thì yêu cầu thì làm được. Thử tất cả các trang web hôm nay thầy dạy luôn hay sao thầy? Thầy kêu là thì em thích cái nào thì em chọn một hai cái thì em làm thử thôi, chứ không phải làm tất cả. Dạ. Ừ. Rồi, có ai có thắc mắc gì nữa không ạ? Rồi, nếu các bạn không có thắc mắc gì nữa thì chắc là chúng ta kết thúc ở đây ha. Rồi. Các bạn nhớ mà ôn lại. Các bạn về ôm lại những cái game show power coi cộng với những cái này ha, cái online này. Tuần sau là thầy không có quay lại dạy cái này nữa nha, chúng ta ôm dần đi rồi để cuối tuần sau chúng ta thi. Rồi. Dạ thầy ơi. Thầy ơi thầy. Nói đi. Dạ là thứ bảy tuần này thi hay là tuần sau thầy? Tuần sau. Dạ em cảm ơn. Tuần sau chúng ta sẽ học về video, cách làm video lesson, rồi các bạn về nhà làm theo nhóm, nộp làm phần kỳ 2. Tuần sau là chúng ta học cái khác, chúng ta không có quay lại cái này nữa, cho nên là hôm nay các bạn học rồi thì các bạn tập làm đi nha. Bye bye. Chào thầy. Dạ em chào thầy. Ok.